Đại chúng chiều nay có khỏe không? Khỏe. Có no không? No. Biết là no mà. Tại vì no cho nên mới ồn. Chứ đói là nãy giờ rủ rượi rồi ha. Thưa đại chúng, buổi chiều hôm nay được về đây sau năm 2019, Pháp Hòa có gặp quý vị một lần ở ngoài ho phải không? Thì lần này thật sự về đây thì chỉ là dự trù như là một cái buổi gặp vài Phật tử có công việc. Nhưng mà cái tình thương của người Phật tử lớn quá, thành thử ra đã phát tâm và xin có buổi này. Thì quý vị hỏi giờ thầy cho ra ho không? Pháp Hòa nói thôi đừng ra ho, cực quý vị lắm. Để ngồi trong này ngọp ngọp cho ho chơi. Vì vậy cho nên mình được thôi ngồi chật chật chút mà vui nha. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sinh trong một gia đình, có thể từ nhỏ tới lớn mình được sinh trưởng trong một gia đình, chúng ta gọi là gia đình đạo Phật. Như vậy thì những tín đồ Phật giáo hay là chung, nói chung có những người tín đồ là được sinh trong một gia đình Phật giáo, hay là được sinh trong một gia đình tôn giáo nào đó, từ nhỏ tới lớn là mình cứ đi theo như vậy. Nhưng mà có những người lớn lên họ đi tìm hiểu và cuối cùng họ chọn một tôn giáo nào đó cho họ, nói cách khác là một niềm tin. Ngồi đây thì phần lớn có những Phật tử và có những người không Phật tử. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn xin nhắc lại để cho tất cả chúng ta, khi mình giới thiệu, mình quảng cáo, mình nói với mọi người rằng tôi là đạo Phật, thì chúng ta phải hiểu cho được hai chữ đạo Phật là gì, dù cái nghĩa nó rất căn bản. Thông thường người ta hiểu đạo là con đường, nhưng mà chữ đạo ở đây á, trong cái định nghĩa của Phật giáo đó, đạo nó có mấy cách để giải thích. Thứ nhất, đạo là một con đường, đúng. Đạo là bổn phận, và đạo là chân lý. Nếu chúng ta hiểu được chữ đạo với ba nghĩa này thì chúng ta sống trọn vẹn giữa đời và đạo, và trọn vẹn vui hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ mình đi đâu, mình phải biết đường. Như vậy thì mình muốn hạnh phúc, an vui, thì mình cũng phải có con đường nào để mình có hạnh phúc, an vui. Nhưng mà con đường này nó đã sẵn, chứ không phải bây giờ mình mới đi tìm. Nhưng mình chưa nhận ra được nó. Vậy thì đạo này là con đường. Con đường này là con đường đưa đến hạnh phúc, an vui. Nhưng mà cũng có những con đường đưa mình khổ đau vậy, phải không? Ví dụ như mà lỡ mình lái xe mình không biết đường, đi trên một con đường thì chúng ta gọi là lạc đường. Mà hãy lạc đường rồi, không lẽ ngồi đó nói trời ơi tôi lạc đường rồi, thôi kệ ngồi ở đây chết đi. Khi vừa nhận thức ra mình lạc đường thì lập tức phải đi tìm đường, phải không? Tìm đường để cho mình đi cho đúng đường. Thì khi con cái của mình lớn lên, mình cũng đi tìm những trường học để cho con mình học, và mình quan niệm sao cho nó học đúng trường hay là trúng trường, nghĩa là cái trường đó phải dạy tốt cho nó, hoặc là cho nó ảnh hưởng cái tốt hơn chứ không thể khác hơn. Vậy thì rõ ràng đạo Phật nghĩa là con đường dẫn đến giác ngộ, hạnh phúc, an vui, chứ không phải chỉ là một đức tin thuần túy. Điều thứ hai, đạo này còn dẫn dắt cho chúng ta hiểu rằng ngoài con đường chúng ta đang đi, chúng ta còn có một cái đạo thứ hai, đó là bổn phận. Ngồi đây có ai có không có bổn phận của mình không? Ai cũng có bổn phận hết. Chiều nay phone về, anh ơi em đi gặp thầy Pháp Hòa nha, anh ở nhà kiếm gì ăn nha. Nhưng mà rồi đi thì đi cũng phải biết bổn phận mà về chứ. Vui cỡ nào vui cũng phải có bổn phận với con cái, với gia đình, phải không? Làm thầy chùa có bổn phận không?
có, bổn phận của một người thầy tu. Tại vì tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này là chúng ta đều có danh hết. Mà chúng ta đôi khi chúng ta thích cái danh mà không thích cái phận. Vậy mà đi đâu cũng muốn có danh phận. Danh là cái tên, phận là cái bổn phận. Vậy thì mình có vợ có chồng là có danh, là chồng là vợ thì phải sống với cái bổn phận đó chứ. Có nhiều khi sao bạn làm quen với nhau lâu ngày mà chưa cưới, nói em muốn có danh phận. Muốn có danh phận tức là muốn đám cưới đó. Thì bây giờ người đó muốn có đám cưới thì một người phải chịu cầu hôn. Rồi mình muốn mình nhận cái lời cầu hôn thì mình tự mình liễu hôn. Mình liễu hôn là mình có chịu cầu cái hôn đó không? Phải không? Mà nếu mình liễu hôn mình trước khi mình nhận lời rồi, khi có danh có, thì phải sống với cái phận của mình là bổn phận. Vậy thì ngồi đây không ai không có bổn phận. Vậy thì chúng ta có được quyền nói chúng ta không có đạo không? Được nói được thì đã được nói vậy không? Không. Dù mình không có đạo với, mình chưa có vợ, chưa có chồng thì không có đạo vợ chồng, nhưng ít nhất mình cũng có bổn phận với cha mẹ chứ. Đạo làm con. Rồi khi mình đạo làm con, rồi mình có đứa em thì mình đạo làm anh, làm chị. Rồi nó sanh ra trong gia đình mình, nó làm em mình thì nó đạo làm em. Như vậy thì chúng ta không nên nói tôi không có đạo gì hết. Thì chữ đạo này, người vô đạo dễ tự đâu ra, mà người không có đạo là không có đức. Ta kêu đạo đức. Đức này là gì? Là cái hạnh đức, cái cách sống. Mà mình sống đúng với con đường, sống đúng với cái bổn phận thì liền có đức. Cho nên gọi là đạo đức. Làm con mà không thương cha mẹ, đó là không có đạo đức. Vì không có cái đạo bổn phận, không có, thì làm sao có đức. Cho nên đức tự đâu? Đức từ cái chỗ mình biết sống với cái đạo của mình. Sống với cái đạo là cái bổn phận nè. Trường hợp này là bổn phận nè. Vậy thì chúng ta đâu có thể nào thiếu bổn phận đâu. Quý vị biết là khi mình nhận một cái chuyến đi giảng như vậy liên tục, mà xong cái thời giảng rồi thì phải làm thêm một bổn phận là đứng làm thần tượng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, phải không? Rồi xong rồi ai chụp hình xong rồi cái thì người ta đi ra người ta ăn, mình cũng chưa được ăn. Tại vì có những người, người ta zoom cái hình người ta ra, người ta thấy xấu quá, người ta chạy cho ta chụp lại. Quý vị thấy không? Rồi xong hết rồi, khuya lơ khuya lắc là phải tiếp xúc Phật tử thế này thế kia. Rồi có những chuyến đi sớm, như sáng nay Pháp Hòa phải bay sớm. Cho nên rồi liên tục chuyến đi, rồi ngày mai cũng phải bay tiếp, đi về Boston. Rồi trong 5 ngày ở Boston là bao nhiêu? Mỗi một ngày là 4 buổi giảng. Thành thử ra người tu, người xuất gia thì có cái bổn phận của người xuất gia là truyền bá Phật Pháp. Cho nên rồi tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có đạo hết. Và trường hợp này là bổn phận. Rồi mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta không bao giờ muốn mình đi lầm đường lạc lối hết. Cho nên chúng ta có cái đạo thứ hai là đi cho trúng đường. Rồi điều thứ ba, đạo là gì nữa? Đạo là chân lý. Có ai muốn sống mà sống không có chân lý không? Mình không hiểu chân lý thì mình sống trật đi. Thí dụ chân lý là gì? Có sanh thì phải có tử, có trẻ phải có già. Đẹp cỡ nào rồi có một ngày cũng phải nhăn nheo xấu xí. Khi nhăn nheo xấu xí đừng rầu rĩ, tại vì mình cũng đã có từng những ngày sao huy hoàng, thì bây giờ cũng phải chợt tốt chứ. Còn phải để cho những đứa khác nó huy hoàng chứ. Trời đất ơi, muốn lên sân khấu huy hoàng hoài sao được. Sân khấu là nhiều ca sĩ, có lúc mình lên, có lúc mình phải xuống. Cuộc đời mình như những chuyến xe, có những trạm mình đi xuống để người khác lên. Rồi có những người, có những trạm người khác xuống để người khác lên. Cuộc đời này là một chuyến xe, và tất cả chúng ta đang ngồi trong một chuyến xe đó. Và có những chỗ chúng ta cần phải xuống.
Tại vì chúng ta biết chỗ này chỗ tôi cần xuống. Sáng nay 5 giờ chuẩn bị ra phi trường thì nhận được một cái email của một người ở Việt Nam đang bệnh ung thư sắp mất. Người nhà đang tìm Pháp Hòa nhờ thầy khai thị cho vị Phật tử này. Và Pháp Hòa đâu có phone, phải nhờ em Phật tử bấm số phone. Bấm số phone xong rồi ngồi trong phòng đó khai thị cho người bệnh sắp mất đó. Khai thị xong hướng dẫn cho Phật tử đó, hướng Phật tử sắp mất đó quy y xong, vừa cúp cái phone thì người cháu nhắn tin qua anh Phật tử nói: anh ơi, thầy vừa khai thị xong, cậu em ra đi rồi. Người đó xả rồi, người đó xuống xe rồi. Thì chân lý là vậy. Cho nên người nào mà sống trong đời này mà không thấu đáo chân lý, sống dở lắm. Thí dụ như bây giờ con của mình hay là chính bản thân mình, mình muốn có chồng, mình muốn có con thì phải có những cái cực nhọc, cái lụy của chồng của con hay là của vợ của con. Mình không chịu vậy, nó không, mặc dù có chồng nhưng mà tôi muốn vẫn sướng như single vậy đó. Muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, đâu có được. Không thấu đáo được chân lý thì sẽ sống sai với bổn phận, phải không? Mà không thấu đáo được chân lý rồi á, sống đúng với cái bổn phận và biết được mình đi cái gì. Vậy thì chữ đạo Phật mà muốn nói ở đây nó gồm ba cái nghĩa đó. Vậy thì đạo này không phải là một tôn giáo tín ngưỡng. À, hỏi anh đạo Phật có phải anh tin Phật không? Dạ, tôi kính Phật, tin Phật. Vì Phật là người thầy dạy cho tôi bổn phận, dạy cho tôi một con đường, dạy cho tôi cái chân lý sống. Vì Phật nghĩa là gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ. Phật không là thần thánh. Phật không phải thần thánh. Phật là một người thầy, một vị thầy có đầy hiểu biết, có đầy thương yêu, cho nên đủ khả năng cho mình ba cái đạo lý đó để sống. Đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ, bổn phận của người tỉnh thức, chân lý của người tỉnh thức. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu cái chữ đạo này nó thấu đáo. Nó, tại sao chị phải về, chị phải nấu ăn cho nó? Nó con tôi mà chị. Nhưng mà nó, chị nấu xong nó la chị hoài. Dạ, nó la thì chuyện của nó, mà tôi vẫn làm bổn phận của tôi. Tại vì chỉ có khi nào mình làm tròn bổn phận của mình, mình mới cảm hóa được cái đứa thiếu bổn phận. Nó thiếu bổn phận mà mình đáp với nó như vậy thì cả hai quê, phải không? Cho nên một người nóng giận nói ào ào, một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Một cái người, người ta nóng tánh, nói sao anh nóng quá, rồi mình nóng theo cái này, tại sao chị nóng vậy, chứ nó nói vậy không nảy lửa sao được. Nó nói như vậy mà mình không như vậy thì mình mới là người sống với chân lý. Cái chân lý là nóng không bao giờ giải quyết vấn đề. Cái chân lý là nóng là không bao giờ nói lời dễ thương. Cái chân lý là người nóng không bao giờ nhìn dễ đẹp. Mới đầu mình nhìn như Bồ Tát mà nóng lên là Atula. Thành thử ra phải thấy chân lý đó thì sống liền. Bà bây giờ, hôm qua, hôm bữa có một Phật tử lên, bà cụ lên thăm Pháp Hòa. Nói trời, nhiều khi con của con nó đi làm về nó nóng nảy, nó la. Mấy người bạn tới thăm nó, sao kiếm rầy nó. Chồng tôi nói được tại vì ngang cơ với nhau. Còn giờ con tôi phải nhịn nó. Tại vì mình nói lỡ nó nói hổn nữa, nó tội mà mình tức. Mình nhịn câu đỡ tức nó đỡ tội. Chân lý không? Bà cụ có chân lý. Vậy bà này sống có đạo chưa? Có, đạo Phật đó. Tỉnh mới nói được điều đó chứ. Tỉnh mới nói được cái đó. Mà còn người như mình là mơ mơ màng màng, mà khùng khùng điên điên, đảo điên. Nó chửi tôi phải chửi lại. Để không thôi nó nói tôi hiền, nó ăn hiếp. Cho nên bây giờ mình hiểu được đạo Phật rồi, mình hạnh phúc. Mình nấu ăn cho con, nửa đêm nó đi học về cũng vui vẻ. Tôi đang làm bổn phận của một người mẹ.
nhiều khi nó nạt mình nữa chứ. Ai biểu? Đâu có ai biểu con. Tại tình thương mẹ biểu. Trời, nói như vậy cái trái tim ngục tù, trái tim giá băng của nó meo ra liền, nó tan liền. Bữa sau nó ý thức. Con người á, nó vẫn có ý thức, nhưng mà nhiều khi cái nóng nảy nó quên đi, nó nói những lời khó nghe. Nhưng giây phút nào nó tĩnh lặng, nó nhìn lại, nó nhìn lại, nó phải có thấy cái sai của nó. Cho nên mình mới, tại sao mình mới sám hối? Tại vì có đôi lúc mình cũng thấy mình sai, phải không? Thấy mình sai cho nên mình mới đi sám hối đó. Chứ nếu mà người mà không thấy sai là đời nào xin lỗi và đời nào sám hối. Cho nên mình phải tin một điều rằng tất cả chúng sanh, con người, ai cũng có cái ý thức. Nói theo đơn, nói theo từ cao siêu của nhà Phật là Phật tánh, giác ngộ. Nhưng mà lúc nó giận quá, nó thấy cái gì ngộ nó mới giác. Mà mình nói lạng quạng, nó giác nó luyện mình. Hình thử ra khi nó nóng đừng có nói, tại lúc đó mình phải giác ngộ hơn nó. Để không thôi nó thấy cái gì ngộ nó giác mình. Cho nên có những lúc đạo là bổn phận. Đi ra đường gặp có những cái lúc mà người ta không sống đúng, mà mình hiểu được cái đó, chân lý cuộc đời là vậy. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Khi thương cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm 10. Nhưng mà không sao, nó biết bổ là cũng mừng rồi, sợ nó bầm thôi. Cho nên ngài Phú Lâu Na, một trong những vị đệ tử mà giỏi thuyết pháp của Đức Phật, khi mà đến đó, Đức Phật nhờ đến đó thuyết pháp, thì Đức Phật hỏi trước à, bữa nay ông đến cái vùng đó, dân họ dữ lắm à, họ chửi bới, họ đánh đập á. Ngài Phú Lâu Na nói dạ, nếu họ có chửi con vẫn thấy họ hiền, tại họ mới chửi chứ chưa đánh. Rồi nói, Đức Phật nói rủi họ đánh ông thì sao, họ lấy cây họ đánh ông thì sao. Nói dạ, họ lấy cây họ đánh con vẫn thấy họ hiền, họ chưa lấy dao họ rượt con. Rồi Đức Phật hỏi rủi mà họ lấy dao họ rượt ông thì sao. Nói dạ, con cũng nghĩ vậy cũng tốt, con chết cho chánh pháp. Ở đây á, thưa đại chúng á, Pháp Hòa muốn nhắc như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu rằng khi chúng ta nói chúng ta là đạo Phật thì đừng hiểu rằng đạo đây là một tôn giáo tín ngưỡng, vì Phật giáo không có quan trọng cái đó. Cái quan trọng ở đây á, là chúng ta sống được với cái bổn phận, sống thấy được chân lý, thấy được con đường mình đi. Mà người có tỉnh, bởi cho nên phải thêm chữ Phật. Phật là gì? Là tỉnh thức giác ngộ. Mà người tỉnh thì không bao giờ tìm đường sai. Mà lỡ đang đi sai, nhờ tỉnh cho nên quay lại tìm cái bờ giác. Cho nên nhà Phật mới có câu gì? Nhà Phật mới có câu là khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Biển khổ mênh mông, quay lại là bến. Phải không? Quay lại là bến. Người ta còn nói câu gì nữa? Đồ tể mà bỏ dao, tức khắc làm Phật. Thì ở đây á, Đức Phật muốn chỉ cho mọi người một điều rằng ai cũng có khả năng tỉnh thức giác ngộ. Nhưng vì chúng ta bận rộn trong cuộc sống, giao tiếp với những cái sai lầm, cho nên thỉnh thoảng chúng ta lạc đường. Ở đây có ai mà thỉnh thoảng hẹn với bạn lái theo xe không? Lái theo xe có họ lái lạc mình lạc theo á? Có không? Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là hẹn đi theo sau họ, nhưng mà nhìn sao họ đi trước, mình nhìn xe người ta mà tưởng xe họ. Đi theo một lát ta đậu vô nhà người ta, ủa anh dẫn tôi đâu vậy? Bước xuống xe, not my friend. Có không? Vậy thì đôi khi chúng ta cũng muốn tìm đường lắm chứ, phải không? Nhưng mà chúng ta không đủ cái tỉnh giác, nhận thức. Giống như mắt mình nhìn không lanh, bạn mình đi tuốt trước mà tưởng trước đây là bạn mình, đi theo họ. Nhưng không sao cả, lỡ rồi thì nhận ra được thì quay lại về. Cho nên bây giờ đây, khi quý vị hiểu được như vậy rồi, không bao giờ mình rời đạo Phật. Nấu ăn cũng là đạo. Đang làm gì? Tôi đang làm đạo Phật. Nghĩa là bổn phận của người vợ, người cha, người chồng, người em, người chị. Rồi hôm nào
mình đang nhẫn nại đi vô chùa làm công quả mà bị chửi mới chết. Nhưng mà nhẫn được. Hỏi chị đang làm gì? Tôi đang làm bổn phận. Bổn phận là gì? Là chân lý của cuộc sống. Người ta bất bình thì người ta phải nói sai thôi. Mà người ta nói trật mà mình giận họ nữa, cái họ bơ cũng đâu khác gì đâu. Kẻ chính là người nữa cân. Họ đã sai cái chỗ hiểu lầm, rồi mình biết họ lầm mà mình vẫn giận theo cái lầm họ thì mình đâu phải người tỉnh. Phải không? Cho nên người tỉnh thì không giận người những người đó. Mà khi nào họ, nhưng mà mình sẽ nói cho họ biết những lúc họ nguội chứ không phải im lặng. Những lúc nào cần nói sẽ nói và đợi lúc nói. Cho nên người tỉnh sẽ làm tròn cái chân lý của mình, nói cho họ nghe nhưng khi họ yên lắng, khi tâm mình bình an chứ không phải nín thinh. Vậy thì tu cũng không phải để lỗ lã, mà tu có lời. Có lời là sao? Khi mà mình biết việc đó không nên nói, sẽ không nói. Và đợi lúc nào đúng duyên, đúng lúc, đúng việc, chúng ta sẽ nói. Vì chúng ta một khi mà invest, đầu tư là phải có lời. Không ai biết lỗ mà vẫn đưa vốn vô hết. Cho nên biết người ta đang nóng giận mà nói sẽ không có kết quả. Mà một hồi mình không có kết quả, chính mình cũng sẽ lôi cuốn theo cái vòng giận tức đó. Rốt cuộc rồi thì mình không học được những cái điều mà chúng ta thường đã học. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu như vậy để tất cả đại chúng hiểu đạo là gì. Nhớ ba chữ đó không? Đạo là bổn phận, đạo là con đường giác ngộ tỉnh thức, đạo là chân lý. Thí dụ như trong tính tâm minh đó, ngài Tăng Sáng có câu đầu đó, chí đạo vô nan. Cái chỗ đến với đạo nó không khó. Thì cái chữ đạo này ngài muốn nói không phải là con đường, phải không? Mà ngài muốn nói đến chân lý. Mình muốn đạt tới cái chỗ chân lý không khó, chỉ cần quay trở lại sáng soi chỗ đó, chân lý nó có mặt. Cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, có thương có ghét, có thắng có thua, có thành có bại, có trẻ có già. Nghĩ lại coi có cái gì mà nó không có cái hai cái đối, hai cái mặt của nó không? Nghĩ lại thứ. Có lùn, có cao, có mập, có ốm, phải không? Như vậy cuộc đời này là cuộc đời của đối đãi. Hễ người ta đối mình vậy thì mình phải đối làm sao đó cho nó tương đồng. Rồi hễ mà ta xấu với mình cái mình cũng kiếm làm sao cho nó xấu bằng hoặc xấu hơn. Cho nên hiểu được như vậy rồi đó, chúng ta thấy được một ngày nào mình tu rồi thì mình vượt cái đó. Mình vượt cái đó thì cho nên nhà Phật dùng cái chữ vượt là gì? Mình nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhà Phật gọi là thoát luân hồi. Như vậy quý vị hay nghe nói câu là tu để khỏi luân hồi. Chữ luân hồi là gì? Vòng vòng. Ăn miếng trả miếng, ta chửi mình chửi lại, rồi cứ đối tối ngày cứ lẫn quẩn như vậy. Thí dụ bây giờ quý thầy đi tu nè, hay là quý sư cô đi tu đi. Nếu theo thế gian thường mình làm gì? Trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái. Con gái phải có chồng, đàn ông phải có vợ, đàn bà có con đó. Mình đi theo cái vòng đó. Cái hôm nào mình nói không, tôi quyết định rồi, tôi dâng đời tôi cho Tam Bảo, tôi không chịu khổ một người, thà tôi cực nhưng mà cực lợi cho nhiều người. Mình nhảy ra khỏi cái vòng thường tình đó. Đó là một hình thức vượt luân hồi, vượt cái lòng lẫn quẩn đó. Hiểu ý không? Rồi, đó là cái văn bản ha. Rồi mai mốt mình sống trong cuộc đời này, người ta thường hay nói, xin phép đại chúng và sám hối và nói, đây là một cái ví dụ thôi nha. Ví dụ người ta nói là cái chỗ tiệm làm nail là cái chỗ rắc rối mà gọi là nhiều tranh đấu, nhiều phiền muộn, đủ thứ đi. Nhưng nếu tự thân mình, mỗi Phật tử sống mà ráng vượt cái đó là mình vượt luân hồi. Người ta, bây giờ sáng nào ra cũng vậy hết, ngày nào cũng giống nhau hết á. Bữa nào mình nói không, bữa nay tôi biết rồi. Tôi biết cách sống, nói biết tu chưa dám nói. Tôi biết cách ứng xử, tôi biết cách sống. Bữa nay mấy chị cứ dành hết đi. Đứa nào dư để tôi. Tại vì tôi thấy tôi dành hoài rồi, hãy được đứa nào tôi cũng phải mệt sức. Dành xong ngồi thở muốn chết. Tôi thấy là tôi cũng khổ dữ thương. Cho nên không có cái, không có một cái ăn nào mà không khổ hết không. Tại vì sợ là sao? Tại vì mình phải kiếm.
Còn nếu mình đợi mọi việc nó đến để mình thì nếu mà tất cả mọi người cứ sống theo trật tự đi, tới phiên ai nấy làm thì có gì để nói. Mà toàn là mình đảo lộn trật tự không thì mới có chuyện. Thì bây giờ một người tỉnh thức không đó, vượt khỏi cái vòng đó gọi là vượt vòng luân hồi. Pháp Hòa bày cho vị cái chư vị cách sống. Khi mà nói luân hồi thì đừng đợi tới chết rồi tu thành Phật rồi luôn thoát luân hồi. Bây giờ ngay cái luân hồi trong tiệm mình nè. Sáng là tôi giận cho tới giờ về. Mà một năm không dám nghỉ ngày nào hết. Đi chơi cũng phải tranh thủ về để luân hồi khổ đau tiếp tục. Rồi bây giờ mình hỏi mình, mà hỏi ra thì lúc nào còn muốn an lạc, muốn giải thoát. Nhưng tại sao cái vòng luân hồi đó mà chúng ta chưa bao giờ phản tỉnh? Quý vị hiểu được chỗ đó mà muốn nói ha. Đừng đợi chết thành Phật giác ngộ. Mình phải giác ngộ. Tại vì đạo Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Bây giờ mình tỉnh thức giác ngộ ngay những gì trong cuộc sống của mình. Bây giờ cái con đường của tôi đi mỗi ngày là con đường tối tăm. Mà hôm nay tôi quyết định rồi, tôi phải nhảy ra khỏi con đường tối tăm này. Vậy thì ngay lúc này đạo là con đường, quay con đường sáng. Rồi bây giờ mình vô trong đó hỏi ra toàn Phật tử không nha. Vô cũng thấy bà nào cũng ở trong chùa không nghe. Thầy Pháp Hòa mở từ sáng tới tối. Nhưng mà tới hồi tôi lên cơn rồi kệ ổng. Ổng nói vậy đó. Bây giờ là không có hòa gì nữa, tôi đang phát hỏa nè. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên tu ngay giây phút này. Mình phải làm sao đạo Phật ngay trong cái đời sống của mình á, thì đạo Phật có giá trị. Còn nếu quý vị đợi tới vô chùa mặc áo tràng đi dự khóa tu để tìm đạo Phật đó im lặng quá, có ai nói gì đâu. Mình phải thấy đạo Phật là bổn phận của mình, là con đường của mình, là chân lý của mình ngay trong những lúc khó khăn rắc rối ở chỗ làm, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế thì đạo Phật mới làm đúng bổn phận của mình, đó là đạo cứu khổ. Khổ cái gì? Ai mở miệng ra cũng tiền tài như phấn thổ. Nhân nghĩa mới là kim ngân. Lúc nào mình cũng nói vậy đó. Tiền tài là rác rưới, là bụi bặm, là phấn thổ. Nhân nghĩa mới là quan trọng. Nhưng khi mà đụng vô cái quyền lợi của nhau thì mình không làm được. Thì bây giờ mình làm sao để cho đạo Phật có mặt soi sáng giây phút đó với mình. Mình đang tối tâm đó. Mình đang đi vào con đường của lợi danh, của tiền của đó. Bây giờ mình làm sao mình chuyển lại thôi. Mình đến đây mọi người đều chia với nhau mà sống. Thì nhường với nhau mà sống. Tại vì làm sao để còn gặp nhau cho vui vẻ. Để còn gặp nhau cho vui vẻ. Rồi còn gì nữa? Còn hiểu được với nhau là mình là một chúng sanh. Nếu nói chung là mình mà đồng bào. Hễ ai sanh trong bụng là đều là đồng bào hết. Mình là đồng hương. Mình là đồng đạo. Mà tại sao mình không đồng tâm, đồng lòng, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, đồng tu, đồng chuyển, để mình đi tới cái chỗ là giai cộng thành Phật đạo. Phật đạo là đạo con đường tỉnh thức giác ngộ. Vậy đừng đợi ngồi bông sen, đừng đợi bay trên hư không phóng hào quang. Hãy phóng hào quang liền ngay những lúc đó. Quý vị đọc cái bài Quan Âm. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Trí tuệ mà sáng lên rồi á, nó có cái biện tài để sống. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Mỗi ngày của đôi chúng ta là một cơn sóng. Chúng ta không có khả năng làm cho hết sóng, nhưng chúng ta có khả năng đi với cơn sóng. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Chúng ta không thể làm cho ngoài đường hết mưa, nhưng chúng ta có thể cầm dù đi dưới mưa. Mặc áo mưa đi dưới mưa. Chúng ta không thể nào làm cho hết nắng, nhưng chúng ta có kem thoa nắng. Chúng ta có nón đội. Chúng ta không thể làm cho mặt đất đừng nóng, nhưng chúng ta có đôi dép.
Quý vị hiểu ha. Chúng ta không thể làm cho trời hết lạnh, nhưng chúng ta có áo lạnh. Đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Đâu phải nằm trên giường mới kêu bệnh đâu. Có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta khổ nhiều hơn bệnh. Ung thư không có, cao máu chưa có, cao mỡ không có, mà khổ lắm. Hỏi chị có bị cao máu không? Máu lúc nào cũng cao, chỉ bấm nút là nó trào, cho nên kêu trào máu. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Bệnh thân thôi, khổ cái tâm. Mà nhiều khi đang sống 20 tuổi khỏe mạnh nhưng khổ, 30 tuổi rất đẹp, rất có tiền mà khổ. Như vậy thì đời sống của chúng ta không phải chỉ bệnh không, mà chúng ta cái khổ nó trùm cả cái bệnh. Có đôi khi không bệnh mà khổ, có khi thì sao, luôn bệnh và khổ. Cam lồ chữa lành. Cam lồ là gì? Là giọt nước trong sạch, là thanh lương. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Cam lồ đây là tượng trưng cho giọt nước tình thương, thấy không? Hào quang đây là tượng trưng cho hiểu biết, ánh sáng. Người có thương là có hiểu, cho nên hai cái có công năng chữa trị. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết, quý vị biết cây liễu của Đức Quan Âm không? Cái nhành dương liễu Đức Quan Âm nó mềm mỏng lắm. Qua phải, qua trái, nó cái nhành liễu nó đi theo được hết, nhưng nó không có gãy. Cái nhành liễu đặc biệt là nó không có gãy là tại vì nó mềm mỏng lắm. Gió bên phải nó theo bên phải, gió bên trái nó theo trái, nhưng khi gió dừng thì cái nhành dương nó trở lại vị trí cũ của nó. Mình tùy thuận chúng sanh, nhưng không để cho chúng sanh làm khổ mình. Mình vẫn ở lại cái vị trí đó của mình. Cây liễu đó, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Sen á là tượng trưng một loài hoa không có nhiễm ô, ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen. Và nhất là cái mùa Phật đản nè, quý vị đi chùa nào quý vị cũng thấy, một là bày vườn lâm tỳ ni, còn không thì bày ra Đức Phật đản sinh. Và nói rằng thuyết pháp thì nói là Đức Phật đi 7 bước, mỗi bước chân Đức Phật có đỡ hoa sen. Còn mình giờ hỏi là mình có bước chân mình có nở hoa sen không? Mình có nở hoa sen không, là nở hoa gai hay là nở hoa hồng? Thí dụ Đức Phật đi nở hoa sen thì người Phật tử bước chân nào mình đi cũng phải nở hoa. Nở hoa đây là tượng trưng cho cái đẹp. Mình đi cho, mình bước bước chân của mình, nghĩa là mỗi hành tác của mình nó phải đẹp. Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Đó là cái bài ca ngợi Đức Quan Âm. Nhưng mà chính bài đó là một bài, một cái bài pháp để cho chúng ta ứng dụng trong sự tu tập. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa không có nói cái gì cao siêu, chỉ muốn nói một cái đề tài gần gũi nhất mà chúng ta thường hay giới thiệu mình với mọi người. Tôi là Đạo Phật. Vậy thì từ đây chúng ta phải hiểu Đạo Phật qua 3 nghĩa. Và kể từ khi chúng ta nhận được 3 cái nghĩa này rồi thì cuộc sống mình lúc nào cũng sống với Đạo Phật hết. Có khi mình sẽ sống với bổn phận, có khi mình phải sống với chân lý, có khi mình phải sống với con đường. Ví dụ sáng ra đề máy xe đi, phải đi cho trúng đường mới tới trúng tiệm chứ, là đạo rồi đó. Rồi bây giờ vô đây là phải làm bổn phận nha. Vô đây phải tỉnh thức giác ngộ nha. Cho nên ở đâu cũng có những sự tu tập hết. Hiểu được như vậy, Đạo Phật không có nằm trong kinh sách, không có nằm trong chùa, không có nằm trong chuông, trong mõ, mà nó nằm trong trái tim của chúng ta, cách sống của chúng ta, lời nói của chúng ta. Chúc đại chúng có được Đạo Phật như vậy. Bây giờ ở đây có 3 câu hỏi. Quý vị ráng ngồi 3 câu hỏi nữa rồi mình nghỉ.
Còn nếu mà sau đó ai muốn hỏi trực tiếp gì thì mình có thể theo đó mình sinh hoạt, nếu quý vị chưa mệt. Trong này có một câu hỏi: kính bạch thầy, gia đình con có xây một ngôi chùa nhưng bị động chúng hoài không thanh tịnh, nhờ thầy chỉ dẫn cách nào cho con biết. Người ta thường nói xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, in kinh, ấn tống là những công đức lành. Và mỗi một cái pháp mà chúng ta xây dựng nó có cái công năng giáo hóa chúng sanh. Ví dụ như đúc chuông có công năng tỉnh thức con người, in một quyển kinh có công năng cho người khác đọc để hiểu chân lý, xây chùa có công năng tạo một cái cơ sở cho người ta đến, người ta tập tu tịnh tâm. Tạo tượng Phật có công năng cho người ta hướng tâm, khởi tâm thanh tịnh. Công đức giống nhau hết, nhưng mà mỗi pháp nó có công năng của nó. Nhưng mà nghĩ cho cùng, cái chuông, tượng Phật, quyển kinh nó đều nằm ở trong đâu? Nằm ở trong chùa. Vậy thì chùa là nơi chứa đủ những cái pháp lành. Cho nên đạo, cái chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Mà cái chữ đó dịch được dịch nghĩa là gì? Là thanh tịnh xứ, hay là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Cái nơi đó để gần cái thiện, xa cái xấu. Mình xây chùa, mình bỏ công của ra xây. Nhưng mà nếu chúng ta xây dựng bằng công của mà chúng ta có luôn cả cái tấm lòng của mình thì cái này nó trọn. Thưa đại chúng, khi quý vị mà trộn xi măng á, mình phải phối hợp xi măng với gì? Nước, cát. Nhưng mà nếu như mình trộn xi măng nhưng mà xi măng ít hơn cát thì cuối cùng cái tòa nhà đó sao? Nó phải sập. Phải không? Cũng như thế. Coi chừng khi chúng ta xây chùa, chúng ta xây bằng tiền của nhiều hơn là tâm. Khi chúng ta xây chùa rồi thì cái chùa nó phải có vật chất trong đó, dụ Phật tượng vân vân. Nhưng ngôi chùa không thể không có người ở, không có người tới. Mà chùa mà không tới không ai ở, ta kêu chùa Bà Đanh. Thật sự ở Việt Nam mình có chùa Bà Đanh, nhưng mà ngày xưa cái chùa đó nó ở rất xa, mà cái chỗ đó nguy hiểm lắm, cọp beo đồ nhiều, người ta không dám tới. Lâu ngày nó vắng, nhưng mà vì ở cái vùng đó có một cái làng hay cái gì đó tên là Bà Đanh, thì lâu ngày cái chùa đó được gọi theo cái vùng đó. Nhưng mà vì nó vắng vẻ không ai tới. Nhưng ở đây là một cái ví dụ thôi. Thì Pháp Hòa trở lại vì câu hỏi là mình xây chùa nhưng mà động chúng. Tại sao động chúng? Là tại vì mình không có hết lòng xây dựng chúng. Xây chùa rồi phải xây người. Nếu mà nơi chở ở có thì bây giờ Pháp Hòa nói gần đây nè đó. Quý vị xây một cái nhà, làm một cái nhà, tạo một gia đình mà mình không có bao giờ quan tâm con cái mình, thương yêu con cái mình, thấu hiểu con cái mình, nó ở với mình không? Không. Ví dụ dù nó không ở với mình nhưng mà tình thương cha mẹ có mặt thì nó vẫn về, nó giúp mình trong cái tình nghĩa ấm áp. Cho nên mình xây chùa là một việc, nhưng chỉ đừng xây bằng vật chất mà thiếu cái tâm thành. Quý vị biết hộ pháp, quý vị thường hay gọi hộ pháp phải không? Các vị hộ pháp đó. Tại sao vị đó được gọi là hộ pháp? Vì ông chỉ hộ cho người nào có pháp và nơi nào có pháp, ông mới làm cái việc hộ pháp. Vì cái việc của ông là hộ pháp, nhưng mà nếu chỗ đó không có pháp thì làm sao ông hộ? Cũng giống như quý vị nói là tôi chỉ giúp cho người nghèo, mà người đó không có người nghèo lấy gì giúp. Tôi chỉ, cho nên người, cái vị hộ pháp chỉ hộ nơi nào có pháp thôi. Sở dĩ trong này nó không yên là gì? Mình thiếu cái sự tu tập. Cái thứ hai á, mình xây mới có cái chùa thôi mà chưa xây dựng ngôi tam bảo.
Đó, mình đừng có tưởng là có tượng Phật, có quyển kinh, có ông thầy, cái kêu là ngôi tam bảo. Cái này gọi là thế gian tam bảo. Chút nữa quý vị quy y đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi quý vị tưởng lại ông Phật, lại ông thầy, lại cuốn kinh, được. Nhưng cái đó chỉ là thế gian tam bảo thôi. Ông thầy có ngày cũng chết, quyển kinh có ngày cũng rách, cũng hư, ngôi tượng Phật có ngày cũng bể, cũng vô thường. Thế gian tam bảo, nhưng nhờ thế gian tam bảo dẫn dắt mình trở về để mình nhận ra tự tánh tam bảo. Phật ở lòng mình, Pháp, Phật là sự giác ngộ nơi mình, Pháp là cách sống tỉnh thức thương yêu nơi mình, Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp ở nơi mình. Mình có đủ ba yếu tố đó: yếu tố tỉnh thức, yếu tố từ bi trí tuệ, yếu tố sống hòa thuận. Như vậy tam bảo bên ngoài là phương tiện, là hình thức để chúng ta nhận, rồi đem nhận ra tam bảo nơi tự tâm. Cho nên cái gì mình xây cũng được hết, chứ không phải coi chùa không đâu. Cái quan trọng là giữ chùa. Đó, đi tu cũng nhiều lắm chứ, cạo đầu đi tu cũng có đó, nhưng mà giữ tâm tu. Rồi làm quy y là quy y cũng gần gần vậy đó, nhưng mà giữ bổn phận mình là một Phật tử được không? Cho nên giữ được cái đó, cái khó. Đám cưới không có khó, giữ hạnh phúc mới khó. Có con không có khó, nuôi con được thành một cái người tốt mới khó. Cho nên cuộc đời này cái gì mình tạo thì dễ, nhưng giữ nó và làm cho nó đẹp ra khó. Mua bông về không có khó, cắm bông mới khó. Cắm bông không có khó, biết giữ bông mới khó. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó có những cái quý nè. Trên đời quý nhất là người nói Pháp. Nhưng mà người nói Pháp không quý bằng người chịu nghe Pháp. Người chịu nghe Pháp không quý bằng người biết Pháp. Người biết Pháp nha, thế nào là biết? Hỏi, chị biết Tam Bảo không? Biết Phật Pháp Tăng. Chị biết Tam Độc không? Tham Sân Si. Chị biết Tam Nghiệp không? Thân Miệng Ý. Chị biết Tứ Nhiếp Pháp không? Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. Cái đó mới biết thôi. Nghe Pháp xong nói nhiều, nhờ có thông minh biết hết. Cho nên người nói Pháp quý, người nghe Pháp quý, người biết Pháp quý. Nhưng người biết Pháp không quý bằng người hiểu Pháp. Hiểu không? Anh nói Phật mà anh hiểu Phật là gì không? Anh nói Pháp mà anh biết Pháp là gì không? Anh nói, anh hỏi anh Tam Bảo, anh trả lời được là anh biết, nhưng anh chưa hiểu và anh chưa ứng dụng. Cho nên cuối cùng người mà quý nhất là người hành Pháp. Nói Pháp, nghe Pháp, biết Pháp, hiểu Pháp không bằng người hành Pháp. Cho nên Phật giáo cần người hành, cho nên gọi là hành giả, tôn hành giả đó, nhớ không? Đạo Phật không cần học giả. Học giả chỉ là học thức, học vị thôi. Cần người ứng hành, cần người hành Pháp. Cho cái chuyện này là đề tài lớn để bàn lắm đó. Mình nói sơ sơ vậy thôi. Kính bạch Thầy, cho con hỏi câu như sau: hơn thống lãnh cõi đất, hơn thống lãnh cõi trời, hơn làm vua cả vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Câu này trong Kinh Pháp Cú. Trong này nói ba cái hơn nhưng mà không bằng một cái dưới. Đây nè, một cái người mà thống lãnh cả cái mặt đất này, tạm gọi là thổ địa, cho người dù người đó thống lãnh cõi đất, hay là người đó thống lãnh cõi trời, hay là người đó thống lãnh cả vũ trụ này, cũng không bằng một người chứng được quả dự lưu. Quả dự lưu là quả gì? Trong Phật Pháp tu tập á, chúng ta có bốn quả chứng. Thứ nhất á, là Tu Đà Hoàn. Thứ hai là Tư Đà Hàm. Thứ ba là A Na Hàm. Thứ tư là A La Hán. Thì cái quả đầu tiên á, cái kết quả đầu tiên mà người tu có được á, là dự lưu. Vì chữ Tu Đà Hoàn á, là tiếng Phạn. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn, được dịch là dự lưu. Dự là gì? Là tham dự, nhập vào. Lưu là một dòng sông. Mình nhập được vào cái dòng sông đó rồi á, mình không có ra nữa. Nghe không? Đây là sơ quả. Có khi gọi là quả nhập lưu. Dòng sông này không phải là dòng sông ái nhiễm, mà dòng sông của Bậc Thánh. Cho nên gọi là dự lưu.
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ tất cả chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng, chúng ta sống rồi, có ai nói gì thì nói, mình không bao giờ thay đổi cái tâm đức tin của mình, không thay đổi cái con đường tu tập của mình để chứng quả dự luôn. Nhưng mà cái người chứng được cái này phải bỏ được những cái cơ bản thô thiển, đó là tham sân si. Cho nên ấy, ông làm chủ cõi đất, ông làm chủ cõi trời, ông làm chủ vũ trụ, nói đơn giản không bằng một người làm chủ cả tham sân si. Đúng không? Làm vua mà không thắng được tham sân si thì sao? Nghe lời, nghe lời của nịnh thần mà hại trung thần. Cho nên làm cái gì không cần biết, nhưng mà người không thắng được. Cho nên mình làm thống lãnh cái gì không cần biết, mà thống lãnh được bản thân con người mình. Những cái yếu tố tiêu cực nơi mình, đó là tham sân si. Đó là nói căn bản nha. Chị chưa nói tới là nó còn tiếp diễn nữa là mạn nghi ác kiến, thân kiến, tà kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Cho nên cái câu này nó đơn giản nghĩa là vậy. Thôi bây giờ quý vị cứ hiểu đơn giản đi. Làm chủ mặt trời, làm chủ cõi đất, làm chủ cõi trời, làm vua của vũ trụ này không bằng mình làm vua của chính con người mình. Thắng được con người mình là thắng tham, thắng sân, thắng si. Cho nên đó, nhiều khi mình lấn người ta, mình áp đảo người ta, mình chửi bớn người ta nín đó, đừng nghĩ mình hay. Đừng nghĩ mình hay, thấy không? Tôi giữ nó, nó mới im. Như vậy mình còn khoe mình giữ, ta mới im chứ. Chứ nếu mình có cái đức á, mình vừa bước tới người ta im, cái đó mới hay. Còn mình áp đảo người ta để người ta im. Cho nên nhà Phật cũng vậy á, nó có hai loại kính. Kính thương hay là kính sợ. Một cái người làm boss, làm chủ á, mà có đạo lý á, khi hướng dẫn cho nhân viên người cấp dưới á, mà có lý lẽ, có đạo đức á, thì người ta vừa sợ mà vừa kính. Còn nếu mà mình á, lý lẽ của mình á, là không có đúng mà mình hay áp đảo người khác bằng chức quyền của mình á, thì người ta sợ thôi. Vì người ta sợ cái chức của mình, người ta sợ cái quyền của mình, người ta sợ cái thế của mình mà trong lòng không kính. Thành thử ra người ta sẽ làm đúng hết việc của người ta, mà đúng tiêu chuẩn, đúng mức của việc làm, người ta không làm hơn. Ví dụ như giờ á, người ta có thể hà tiện ở đó cho mình á, nhưng mà tại người ta không thích mình, người ta làm xả láng. Thành thử ra mình sẽ lỗ lã nếu chúng ta không đủ tư duy quán chiếu. Làm một người chủ mà làm chủ tham sân si mình, cái đó mới hay. Cho nên thỉnh thoảng Phật tử cứ mời Pháp Hòa ra cúng tiệm. Làm chủ mà, làm chủ tiệm mời chủ chùa. Mời thầy ra cúng tiệm này tiệm kia vậy đó, Pháp Hòa cúng đi. Nhưng mà đi xong là thuyết, cúng xong rồi nói: hôm nay quý vị mời quý thầy ra để mừng cái nơi quý vị vừa có được cơ sở làm ăn mới. Cơ sở này mình làm ăn có nhân viên, có người làm. Hôm nay quý vị được chính thức làm chủ. Những người kia là gọi là nhân viên. Họ đóng cái vai nhân viên để mình được làm một cái vai của người chủ. Nhưng mà làm chủ tiệm mà không thương người nhân viên, không có không có biết cái tình thương đó, thương nhau đó, họ sẽ phung phí của mình, họ làm hại cái tổn thất của gia của cái cơ sở làm ăn của mình. Cho nên ráng làm chủ được tham sân si thì mình được nắm trọn vẹn, nắm người và nắm của. Cho nên nhớ đừng bao giờ mà để mất con tôm mà chưa ham con tép. Khi mình làm chủ được cái tham sân si mình đó, mình chẳng những nắm được con người mà mình nắm được luôn tiền của mình. Tại người ta không có phung phí của mình, người ta không làm tổn thất của mình. Rồi cuối cùng á, Phật dạy bài kinh khác: trên đời này cố gắng đừng làm những sự tổn thất. Trong đó có một cái là đừng để tổn thất tình cảm. Tổn thất tiền của là một việc rồi. Đức Phật nói làm ăn cực khổ, đừng để tổn thất tiền của bằng xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, phung phí không cần. Nhưng mà cái đó là tiền của. Nhưng cũng có một cái nữa không nên tổn thất, là tổn thất tình cảm. Mà quý vị thấy trên đời này nhiều khi tiền của mất thì dễ chịu, chứ mất tình cảm khó chịu lắm. Mà hãy mất tiền rồi thì không có sao, chứ mất tình cảm rồi đi đâu mắt nó không bình thường.
tại vì nó thấy nó quýt không thay gì. Cho nên là cứ đi làm mắt kiến hoài vì nó tăng độ. Cho nên là Đức cho trong kinh nói cái điều thực tế lắm. Từ đây qua 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Có ai đọc kinh Di Đà đó? Từ đây qua 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì đối với Cực Lạc ở đây là cực gì? Cực khổ. Vậy thì cái chỗ mà chúng ta chưa vượt được thì chúng ta là cực khổ. Mà vượt được 10 muôn ức cõi đó là vượt cái gì? 10 đây là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó, tâm mình an lạc, cõi nào cũng là cõi cực lạc. Nhưng mà đâu phải dễ, 10 muôn ức cõi. Nghĩa là tù dữ lắm đó. Nội cái ba cái thằng đầu thôi là mình cũng khổ với nó rồi không? Có một cái khổ là tham, sân, si, mạng, nghi á. Nghi là nghi ngờ đó. Mạng là kiêu mạn đó. Mà nói về kiêu mạn Phật cũng nói về kiêu mạn Phật cũng dạy mình có những loại mạn. Nghĩ mình đẹp chê người xấu cũng là một loại mạn. Nghĩ mình giàu chê người nghèo là một loại mạn. Nghĩ mình khỏe chê người yếu là một loại mạn. Đó, ý mình trẻ chê người già là một loại mạn. Cho nên nhiều khi á cái mạn của mình á, tức là mạn là gì, là cống cao, coi mình hơn người. Nhưng mà nó có nhiều loại coi hơn người lắm. Có nhiều khi mình thấp, nhưng mà có một cái hơn là mình giàu. Cho nên mình quên là mình thấp hơn người ta, mình quên đó. Mà người cao hơn mình, ta nói, anh thấp hơn tôi. Phải không? Nhưng mà cho nên trong cuộc sống, chúng ta cứ lẫn quẩn làm khổ nhau. Người cao chê người thấp, mà người thấp ngạt cái nó giàu hơn anh cao. Cho nên cứ lẫn quẩn luân hồi, phải không? Vượt cái đó, thấy cực lạc. Cho nên kinh nói thật chứ đâu kinh đâu nói giả đâu. Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Còn anh chưa qua được cái đó, anh lẫn quẩn dưới này thì kêu là cực khổ. Cho nên cuối cùng cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi câu hỏi cuối nha. Bạch Thầy, con đạo Công giáo hơn 20 năm. Con có đi nhà thờ và chồng con đạo Phật. Bây giờ con muốn quy y theo Phật có được không? À có tội không? Ai bắt tội đâu mà lo. Mình tu chứ mình có làm gì sai đâu. Quy y để làm gì? Để giữ năm cái đạo đức. Thứ nhất, tôn trọng sự sống, không giết người hại vật. Tôn trọng tài sản của người khác, không gian tham trộm cắp. Tôn trọng hạnh phúc của mình và của người, không quan hệ tình cảm tà hạnh. Tôn trọng những lời nói với nhau, cho nên không nói những lời khiếm nhã, những lời chửi bới, mà phải tập nói lời ái ngữ, thực tập lắng nghe. Và tôn trọng thân thể này cho cha mẹ cho mình, không tổn hại thân này bằng rượu, xì ke, ma túy. Năm điều này có phải riêng của đạo Phật không, hay là tất cả con người nên có? Tất cả con người sống ở đời nên có. Nhưng mà cho dù quý vị chưa quy y thọ giới, quý vị đã từng sống với năm điều này chưa? Có rồi. Chứ không phải là không. Không ít thì nhiều thôi, không nhiều thì ít. Nhưng hôm nay mình phát nguyện làm lễ để chi? Để mình chính thức đưa năm cái này vào trong tâm thức bằng lời phát nguyện của mình. Như vậy mình đạo gì cũng không sao. Tại vì nãy Pháp Hòa nói rồi, quý vị có theo đạo Phật đâu phải là một tôn giáo kính ngưỡng một đấng thần linh. Mà quý vị có một bổn phận, có một con đường, có một chân lý sống. Như vậy thì nếu mà người mà sống trên đời mà không có chân lý, không có lý lẽ thì chết thiên hạ làm sao? Cải ngang ba làng, cải không lợi là chắc chết. Cho nên người có chân lý là biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải quấy, sống có chân lý. Và đi biết tìm con đường đúng cho mình đi. Biết bổn phận của mình phải làm. Vậy thì đạo Phật này có phải là một tôn giáo tín ngưỡng đâu mà lo. Nó chỉ là một sự trở về để nhận những cái sẵn có nơi chúng ta. Cho nên không có gì trở ngại cả. Rồi hết giờ rồi.
Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói là ở thế gian có hai dạng người mà chúng ta gọi là quý. Một là người biết tạo những cái gì chưa có. Hai là người biết xây dựng những cái gì hư cũ. Quý vị thấy ở đây á, nhà một là mua đất cất mới, hai là mua nhà cũ sửa lại. Cái nào cũng quý hết, ở cũng ngon lành, thậm chí sửa xong bán rất có giá. Ở đây Hòa Thượng là người đến không có gì hết, Ngài dựng thành một ngôi chùa. Một nơi này mà Ngài đã làm cả hai việc. Một là nơi này chưa có Phật Pháp, Ngài về đây làm nên Phật Pháp. Ngôi nhà đó chính là ngôi nhà Phật Pháp mà chưa có mà Ngài đã làm cho có. Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà cũ mà Ngài đã biết sửa thành một ngôi nhà mới, thành một ngôi chùa. Cho nên Ngài xứng đáng được Đức Phật ca ngợi là người dựng những cái gì chưa có và sửa những cái gì đã cũ. Chúng con xin tán thán tri ơn công đức của Hòa Thượng. Ở trong kinh có nói có bốn thứ rất xa với nhau. Trời rất xa với đất. Phải vậy không? Trời rất xa với đất. Bờ bên này rất xa với bờ bên kia. Mặt trời rất xa với mặt trăng. Người ác rất xa với người thiện. Chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Nhưng mà dù là chùa, tự hay vihara, nó cũng có nghĩa là gì? Là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Nghĩa là chùa là nơi để chúng ta xa lìa cái xấu, gần cái thiện. Cho nên bốn việc rất xa, trời rất xa với đất, mặt trời rất xa với mặt trăng, bờ bên này rất xa với bờ bên kia, và người ác thì rất xa với người thiện. Cho nên Ngài đã đặt ở đây là chữ thiện. Có bốn thứ ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa, ánh sáng của trí tuệ. Mà ánh sáng của trí tuệ chính là chữ quang, quang thiện. Như vậy thì người thiện là thế nào? Thiện là chúng ta biết làm những gì mà có tính cách tăng ích cho người khác. Còn ác là chúng ta làm những gì tổn giảm cho người khác. Pháp Hòa ví dụ, có đôi khi mình không phải tổn giảm cho ai mà chúng ta làm tổn giảm cho chính mình. Ví dụ mình có sức khỏe tốt, không biết giữ, mình dùng những cái thứ có thể làm tổn hại sức khỏe của mình. Như vậy mình có xấu với cái bản thân mình hay là bộ đồ lòng của mình trong không? Tim gan phèo phổi đang tốt vậy cái đem những thứ hại nó, đó là tổn giảm. Mà cái gì tổn giảm gọi là ác? Chữ ác không có phải là khi nào mình giết người cướp của. Chữ ác nghĩa là khi nào chúng ta làm việc gì mà có tính cách tổn hại mình, tổn hại người, tổn hại cả hai. Thí dụ như lễ kỷ niệm chùa Quang Thiện 20 năm, Hòa Thượng có thể chỉ tổ chức một buổi đại nhạc hội hay một buổi tiệc, một buổi lễ hành chánh mừng đủ rồi. Nhưng mà Ngài có thưa, hồi nãy Ngài có nói với mình đó, hồi sáng này Ngài tạo cái lễ cúng dường trai tăng
gần 200 chư tăng ni về tham dự, để cho tất cả mọi người có cơ hội tác pháp cúng dường tạo phước. Chiều hôm nay chúng ta ngồi đây nghe pháp để tăng tuệ. Vậy trong một buổi lễ này thôi mà Ngài đã tạo cho chúng ta hai nguồn phước tuệ. Cái đó gọi là thiện phải không? Mình tổ chức lễ cúng dường trai tăng, mình tổ chức gia đình mình lên xin thầy trụ trì cho tổ chức lễ. Có Phật tử nào nghe có cúng dường trai tăng xin được hùng vô trong đó bằng mọi hình thức, thậm chí tới giờ chư tăng lên dự, các vị đem tứ sự lên cúng dường, mình vẫn có phước như thường. Đừng có cản trở, nói không, bữa nay là ngày của gia đình tôi. Mình cúng dường là mình phước trực tiếp, nhưng mà mình còn mở cửa cho các vị người ta gieo duyên phước. Làm ăn vậy lời quá rồi. Mình bonus mà. Lẽ ra là chỉ mình được phước thôi, mà người khác tạo phước để mình cũng được hưởng một phần, là mình tạo duyên cho người khác làm phước. Mình có xe mình đi chùa là mình có phước, nhưng ghé đâu đó đón thêm người đi chùa dư phước. Cái đó là thiện đó. Mình đứng mình rửa cái chén của mình rồi, nhưng người khác ăn xong mình nói bác đưa cho con rửa cho, sẵn tay con rửa cho bác. Đó là cơ hội tạo phước. Mà người làm được việc đó là người có trí tuệ. Gọi là người có trí tuệ gọi là quán. Mà người làm được việc thiện cho người lớn tuổi là thiện. Lúc nào quý vị cũng sống bằng ánh sáng của quan thiện. Đi chợ thấy bà cụ cũng biết là bác đó cùng đường với mình đó, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình làm sao mình quay xe trở lại, mình đón bác. Hồi nãy Pháp Hòa thưa là trong kinh nói ánh sáng của ngọn lửa, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời và ánh sáng của trí tuệ. Và ánh sáng của trí tuệ chính là hào quang. Cho nên Phật ngồi đâu cũng phóng hào quang. Trước khi Phật nói kinh, Phật phóng quang. Tại sao? Vì mỗi lời Đức Phật nói ra, hay là cái bài pháp đó Phật sắp nói, chắc chắn có lợi cho nhiều người. Cho nên cái lời nói đó được phát xuất từ trí tuệ, mà biểu tượng qua cái hình ảnh là Phật phóng quang. Cho mai mốt quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe cái chữ là Phật phóng quang sắp sửa nói kinh gì đó, thì đừng có tưởng là Phật xèo xèo xẹt xẹt để mà gọi là phóng cái quang, mà ở đó muốn nói cái ý rằng Đức Phật đang chuẩn bị vận dụng tuệ giác của Ngài để chuyển tải lời dạy của Ngài đến cho người khác. Người mà nói mà có sự tinh tường tế nhị lời nói của người đó, người khác nghe thông thấu. Chẳng những thông mà phải thấu. Có nhiều khi mình nói xong tôi nghe trời ơi nó nói nghe không thấu. Có nhiều khi nói nghe bể lỗ tai, nói nghe thấu trời. Không thấu tai mà thấu trời. Nghĩa là xa như vậy mà vẫn còn phải ngán với cái lời nói đó. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy làm sao mình ứng dụng được đạo hạnh pháp tu của hai chữ quan thiện. Chùa nào cũng mang ý nghĩa hết. Bất cứ chùa nào đặt cái tên là phải có nghĩa. Bởi cho nên Phật giáo đặc biệt là đặt tên chùa và đặt pháp danh. Đặt cái pháp danh là vì muốn cho người Phật tử đó nương vào cái pháp danh đó để sống với cái pháp. Danh thì có rồi đó. Danh là Phật tử và Phật tử ngũ giới. Danh là Phật tử thập thiện. Danh là Phật tử Bồ Tát. Nhưng mà mình có sống được với cái pháp đó không? Mình sống được với cái pháp của cái danh mình mới gọi là pháp danh. Mà trong mỗi cái tên nó có cái pháp để mình tu. Pháp Hòa ví dụ, vị đó tên là Diệu Nhẫn. Vậy cái pháp tu của vị này là cái gì?
nhẫn, diệu thiện là pháp danh, là cái pháp của vị này tu là thiện. Mà thiện là gì? Là tăng ít, ác là tổn giảm. Định nghĩa đơn giản hai chữ thiện ác thôi. Hễ chúng ta làm thiện tăng ít cho người, chúng ta làm xấu thì tổn giảm cho người. Cho nên chiều hôm nay Hòa Thượng là người khởi xướng, cộng với toàn thể ban Phật tử ở chùa, đã tạo nguồn phước, tạo nguồn tuệ. Mà hai cái đó chính là hai cái điều căn bản mà người Phật tử chúng ta cần có. Mà trong cái phước nó đã có cái tuệ. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, mình thấy một bác cầm cái chén run run tới cái chỗ sắp sửa đưa rửa chén, nhận ra điều đó, không bỏ cơ hội làm phước. Mà nhiều khi mình bác đó nói thôi thôi để tôi rửa, mình nói sao cho người ta nhẹ nhàng, ta đưa chén cho mình rửa. Bác đừng có ngại, sẵn tại sẵn con đang nước đây, con đang giơ tay đây, con rửa luôn cho bác. Nói mà để làm phước mà còn sợ người ta ngại, cái phước đó mới trọn. Có nhiều khi mình chưa ăn mà thấy người ta đói quá, mình ăn ngon lành quá mình nhường, mình ta ngại, chị đừng có lo tôi ăn rồi. Mà thiệt sự là bụng mình cũng đói, mà thậm chí mình còn nói để người ta ăn một cách thoải mái, đừng chờ tôi ở đây mà lo gì. Mà rốt cuộc tôi rất là lo. Lo lát chị ăn hết. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta đã ứng dụng cái đó một cách rất nhẹ nhàng, mà chúng ta chưa hề đề cái đó là Phật Pháp. Nhưng chính đó chính là Phật Pháp. Từ đó quý vị sẽ thấy Phật Pháp ở đâu. Phật Pháp ngay trong cuộc sống của mình. Mà người nào sống được như vậy, người đó là Đạo Phật. Người đó là Đạo Phật. Vì Đạo Phật không phải là chỉ lý thuyết. Đạo Phật không phải chỉ là đề cao những lý thuyết, mà chúng ta thiếu những con người đệ tử biết thực hành. Không phải là một cái philosophy, mà cũng không phải là một cái philosopher. Mà Phật giáo, Buddhism là gì? Là practitioner, người thực tập. Mình có lý thuyết, mình có người thuyết trình, nhưng mà quan trọng hơn là người ứng dụng Pháp. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa có nhắc, có ba dạng người đệ tử thờ Phật. Nhân thờ Phật, thiên thờ Phật, đệ tử thờ Phật. Người thờ Phật là đi ngang thấy có cái bàn thờ, hỏi anh đạo gì? Tôi đạo Phật. Nhưng mà ngoài ra là không biết gì nữa hết đó. Đạo Phật chấm hết. Cái đó là nhân thờ Phật. Nhưng mà người thờ Phật giảng dạy nhiều không? Nhiều lắm. Còn thiên thờ Phật, nhà bàn Phật rất đẹp, rất mắc tiền, hoành tráng lắm, chuông mỏ cũng để đầy, kinh sách cũng để nguyên tủ, nhưng không có ứng dụng, có tu, không có tụng gì hết. Đi đâu thấy kinh gì cũng thỉnh, về cất đầy tủ vậy đó. Áo tràng không biết mặc tụng được mấy bữa mà không có thiếu. Áo tràng bảy vạt, áo tràng tay rộng, áo tràng thiêu tên, áo tràng thiêu logo, áo tràng giải ở Đài Loan, áo tràng giải KT, áo tràng giải giày, mặc cho thôi. Đó là thiên thờ Phật. Còn đệ tử thờ Phật là thờ Phật, hiểu Phật và ứng dụng những gì Phật dạy. Đó mới gọi là cái cuối cùng đó. Ba dạng người thờ Phật. Nhưng mà cái người thờ Phật ta không phải là người ta cố tình, nhưng mà có những người, người ta chỉ là biết ta đạo Phật rồi, người ta thỉnh Phật về, người ta để người ta thờ thôi. Hay thậm chí người ta thờ là để người ta nghĩ rằng Phật là một cái vị có thể ban phước giáng họa. Hay là có chuyện gì người ta khổ, người ta tới cúng cầu. Hoặc là người ta có gì cúng, người ta để lên người ta cúng. Nhưng mà lúc mua thì rất là xanh, rất là cứng, trái nó còn chưa chín.
đến bàn thờ chính là thỉnh xuống liền. Thậm chí có nhiều vị mua nguyên nải chuối để bàn thờ vậy đó, mà cứ ngày bẻ ăn trái xuống vậy đó. Đi làm lấy ăn trái, đi làm lấy ăn trái vậy đó. Hai tuần hết nải chuối, Phật còn cái cùi. Biến cái bàn Phật thành chỗ vú nải chuối. Thì cái đó thật thử người ta không phải cố tâm, người ta không có cố tình, người ta bất kính vậy đó. Nhưng người ta không hiểu gì hết, người ta không có hiểu gì hết, người ta chỉ biết là thờ Phật cầm cây nhang xá xá vậy. Cho nên nhìn người ta, nhìn cái người cắm cây nhang biết này là đệ tử thờ Phật, đệ tử cúng Phật, thiên cúng Phật hay là người cúng Phật. Người cúng Phật là người ta cầm cây nhang, người ta lại xá xá, người ta chọt vậy. Không có cấm mà, chọt. Miễn sao cây nhang dính vô cái lư hương đó thôi. Cũng giống như đánh tài xỉu vậy. Còn nếu mà thiên thờ Phật thì người ta làm hoành tráng, cũng giống như mình lễ Phật, một cách rất cung kính, nhưng mà tâm không có. Cái đó gọi là ngã mạn lễ. Hay là thấy có người là mình lễ tha thiết, đó là cầu danh lễ, chứ chưa phải là chí tâm đảnh lễ. Chứ mỗi ngày mình tụng kinh mình đọc chí tâm đảnh lễ. Đảnh là đây nè, đảnh là cái đỉnh của mình nè, lễ là lạy. Lấy cái đỉnh đầu này mà lễ Phật, lễ sao mà cái đỉnh này rạp xuống đất, kêu là đảnh lễ. Chữ đảnh là vậy đó, chữ đảnh là cái đỉnh mà chúng ta lấy cái đầu chúng ta lạy xuống, gọi là đảnh lễ. Mà đảnh lễ một cách tha thiết chí thành, gọi là chí tâm. Tâm này bây giờ không có cái khác, một mực hướng về đó thôi, gọi là chí tâm. Còn mình lễ nhưng mà mình còn ngó tới ngó lui là chí mén. Ta có chí mén với chí đực. Phật tử là chí tâm. Cho nên biểu tượng của chí tâm, hai tay phải chấp. Không biết anh đánh thành tâm làm sao mà tôi thấy anh chấp tay là tôi biết, tôi tự nhiên mình nghĩ anh này tha thiết, tâm thành. Biểu tượng mà. Cho nên cái này là cái ấn, cái bàn tay mình để biểu lộ. Cái bàn tay mình gọi là thủ ấn. Thủ là tay. Mình thể hiện cái nào đó gọi là thủ ấn. Nhưng mà nó biểu lộ từ trong tâm. Ví dụ nãy giờ Pháp Hòa cũng xài thủ ấn đó. Trong tâm tôi nghĩ vậy đó. Anh kia như vậy đó, chị nọ thế kia đó. Thành thử ra khi mình chấp tay là một thủ ấn. Thí dụ mình bước vô chánh điện, thấy người đang nhắm mắt chắp tay, đừng có nói lớn, người ta đang cầu nguyện. Cái người, người ta đứng ở một cái thế đó thôi thì tự nhiên nó thu nhiếp mình lại. Người đó đang chí tâm, tự nhiên mình cũng phải chí tâm theo người đó, bằng cách là tôn trọng sự yên tịnh cầu nguyện của vị đó. Cho nên cái tay mình nó là một cái thủ ấn. Đức Quan Âm hay là Đức Phật, khi người ta phát họa những cái bức hình, hay là thời của Đức Phật, Đức Phật muốn biểu lộ một cái gì đó, thí dụ Phật sắp sửa nói pháp, Phật đưa bàn tay lên thì tất cả giữ sự im lặng chú tâm, vì đây là bàn tay chuẩn bị chuyển pháp. Ví dụ như Phật tử đó, người ta mang thức ăn đến cúng dường, Đức Phật biểu lộ cái bàn tay nhận cái cổ cúng dường bằng cách đưa bàn tay ra chạm vào trong món ăn đó, thì cái người đệ tử đó cảm nhận là Đức Phật đã tiếp nhận cái món cúng dường đó. Cho nên Ngài dùng cái tay để Ngài biểu lộ cái tâm của Ngài đối với người Phật tử. Cho người thờ Phật, thiên thờ Phật, đệ tử thờ Phật, khi mà chúng ta nhìn vô đạo tràng, nhìn vào cái sinh hoạt của một ngôi chùa, mình thấy sự phát triển, sự an tịnh của ngôi chùa đó, mình cũng hiểu được cái nội tình của những thành viên trong nội bộ đó đã sinh hoạt với nhau như thế nào. Ví dụ như quý vị thấy một ngôi chùa mà 20 năm phát triển,
thì suốt 20 năm đó biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu thăng trầm. Nhưng rồi các vị đã ứng dụng cái gì để duy trì được đạo tràng đó sinh hoạt tiếp tục. Trong một gia đình cũng vậy. Bây giờ mình nhìn lại coi cha mẹ mình sống được với nhau 30 năm, 50 năm. Mình hỏi ba mẹ coi, ba mẹ hạnh phúc vậy, có bao giờ ba mẹ buồn phiền nhau không? Có chứ. Nhưng mà ba mẹ biết làm gì? Biết điều chỉnh. Biết điều chỉnh. Có nhiều khi bình thường hai người đi kè cầm tay nhau đi khoảng giữa, tại vì lúc đó đang hạnh phúc cho nên chia hai đường đi cho nó song song. Nhưng bữa nào không hạnh phúc nhau lấn. Cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu mình thích người nào là mình nép qua bên để người đó đi cùng, thậm chí ngoắt lên đi chung, thậm chí nhường. Nhưng mà không thích rồi nghênh ngang đình một đường mình đi vậy đó. Nó biểu lộ hết từ cái cách sống của chúng ta. Cho nên á, trong kinh á, có đưa ra 6 điều để biểu lộ rằng ngôi nhà đó đang hạnh phúc, ngôi chùa đó, đạo tràng đó đã ứng dụng 6 cái này để điều phục những khó khăn, duy trì được đạo tràng được tốt. Quý vị nghe 6 điều này Phật dạy, và mình cũng sẽ không phải chỉ ứng dụng trong chùa mà mình ứng dụng luôn cả ở trong gia đình của mình. Rồi vị nào mà đến chùa sinh hoạt thì dụng 6 cái này để mình thấy rằng dụng 6 cái này chúng ta làm cho ngôi chùa được tốt. Nếu chúng ta là người đệ tử thờ Phật, không phải là nhân thờ Phật, cũng không phải thiên thờ Phật, mà là đệ tử thờ Phật. Cũng giống như có 3 dạng người làm Phật sự. Phật tử làm Phật sự, ma làm Phật sự, thiên làm Phật sự. Có nhiều khi thiên làm Phật sự là sao? Làm, nhưng mà muốn phô trương, muốn khoe khoang, muốn cầu danh, đó là thiên làm Phật sự. Còn ma làm Phật sự là sao? Vô không làm gì hết, chỉ gây thôi, tạo phiền phức cho nhau thôi. Còn Phật tử làm Phật sự thì đây là những điều mà chúng ta có thể làm. Từ những cái này nó mới phát ra được cái thiện. Trong 6 cái này quý vị sẽ thấy nó có cái ánh sáng của thiện, nó có ánh sáng của tuệ. Bất luận trong trường hợp công khai hay thiêng liêng hay riêng tư, đều phải lấy hành động từ ái mà đối đãi với các bạn đồng tu và đời sống phạm hạnh. Chúng ta ứng dụng cái điều gọi là hành động từ ái trong đời sống thiêng liêng hay là đời sống phạm hạnh của mình. Ví dụ như những Phật tử tại gia, mình có gia đình, mình sống một cuộc sống lương thiện, lành mạnh, không tạo những khổ đau cho người thân của mình. Cái đó cũng có thể gọi là một đời sống phạm hạnh. Là phạm hạnh là gì? Hạnh sống thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là chúng ta có gia đình, có chồng, có vợ, có con, có gia đình, và không làm những việc gì có lỗi với gia đình, không làm cho gia đình thêm rối rắm bằng những cách sống sai quấy của mình, thì vẫn gọi là đời sống phạm hạnh. Một Phật tử vào chùa làm công quả phải hành xử với nhau như thế nào để biểu lộ rằng đây là những người đồng tu đang sử dụng hành động từ ái với nhau trong đời sống thiêng liêng. Thưa đại chúng, đời sống với gia đình mình là đời sống giữ mức độ hạnh phúc gia đình vợ chồng, đó là đời sống phạm hạnh. Còn khi chúng ta đi vào chùa, chúng ta làm công quả thì gọi là đời sống thiêng liêng. Tại vì ở nơi đó những người sống và đối với nhau rất thiêng liêng. Thầy như người cha, cha này là cha tinh thần. Những khổ lụy gì chúng ta đến tâm sự chia sẻ với thầy, và chúng ta đối xử với nhau như thế nào để người ta bước vào cái chỗ đó, người ta feel được, người ta cảm nhận được một cái không khí tịch mịch của chùa viện.
Cho nên thường á, chùa hay tạo cảnh trồng cây, trồng hoa, tạo hình ảnh Phật, làm thác nước, làm hòn non bộ, tạo những cái cảnh để làm chi? Để cho Phật tử bước vào cảnh trí, làm cho người ta cảm nhận một cái gì đó tĩnh lặng, thiền vị, mà người ta muốn ở lại để tĩnh lặng tâm hồn. Chùa không có mở nhạc rock, không có ai mà mở nhạc xung quanh, tại vì những cái đó là người ta không, người ta khi nào có những buổi gây quỹ hay là những cái chương trình gì đó cho đại lễ thì khác. Còn bình thường, thường nhật của chùa thì ở chùa mở kinh, mở tiếng chuông đại hồng, hay là tạo những cảnh, và thậm chí mình nghe tiếng chuông hòa lẫn với khói trầm, tự nhiên làm cho lòng của mình tĩnh lặng. Có nhiều khi sau một cái buổi đi làm mệt mỏi ở chỗ làm, mình tấp xe mình vô trong chùa, thắp cây nhang ra xong kiếm chỗ ngồi, buổi chiều tĩnh lặng, yên vắng, tự nhiên làm cho tâm mình lắng xuống. Cho nên tất cả những cái hành động của chúng ta, tại sao không làm mạnh? Vì chúng ta muốn tạo cái cảnh yên tĩnh. Cho nên chùa hay để cái chữ nhắc nhở mình đó, đi nhẹ nói khẽ, nhất là vào chánh điện. Quý vị nào vào chánh điện nhớ đừng có làm ồn, ngồi chờ tụng kinh, chờ nghe pháp, đừng có nói chuyện, tại vì chúng ta cần sự tĩnh lặng trong chánh điện. Nhất là những người người ta có tâm muốn vào chánh điện để ngồi tịnh, ngồi niệm Phật, thì mình nên giữ cái không khí đó để hộ trì, trợ duyên cho các vị có tâm đó. Cho nên bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy hành động từ ái mà đối với nhau. Vợ chồng cũng vậy, công khai cũng đối với nhau vậy, mà riêng tư cũng phải có hành động với nhau như thế. Hạnh phúc nó mới có, gia đình nó mới có, và đạo tràng ngôi chùa đó mới có. Nhiều khi không có ai hết trơn là thôi, quá chừng quá đất. Mà còn có người cái mình biểu lộ như là không có chuyện gì xảy ra, cái đó cũng không sao, nhưng mà lâu ngày dằn đâu có nổi, nó đang cố gắng che lấp, phải không? Bữa nào thế, ta nói đi đêm có ngày gặp ma. Bữa nào đang đóng tuồng riêng chỉ có hai đứa mình thôi nhé, thì thế nào cũng bị người khác thấy và bắt được. Và trong cái đóng kịch đó, người ta vẫn thấy được những cái gượng gạo, những cái không tự nhiên. Cho nên thà mình tự nhiên với nhau mà trong cái từ ái, đó là điều thứ nhất chúng ta nên làm. Và có Phật tử ở đây đã làm, cho nên ngôi chùa mới được yên thấm phát triển cho tới bây giờ. Và quý vị nhìn vào một cái ngôi chùa mà một cái cuộc lễ mà nguyên một cái ban tổ chức là mình biết không phải đơn giản. Tại vì cái gì mà có hội họp á, tức là phải có bàn thảo, và bàn thảo là sẽ có những cái ý kiến đồng và không đồng. Vậy mà tất cả cuối cùng mọi thứ đều đề huề với nhau hết. Cho một ngôi nhà, một cái gia đình nào mà đông con đó, mà cha mẹ nói mà các con răm rắp hết trơn là biết cha mẹ ngon lành lắm đó. Điều hành các con giỏi lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên từ đó mình mới thấy được, nhìn vào cái đoàn thể đó, mình biết được đoàn thể này đã làm được việc thứ nhất là đối với nhau, dù ở giữa chốn đông người hay những lúc riêng tư, cũng đối với nhau bằng hành động từ ái. Điều thứ hai, bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều lấy ngôn ngữ từ ái mà đối với người bạn đồng tu, đời sống phạm hạnh hay đời sống thiêng liêng. Vợ chồng cũng thế thôi. Cho nên đó, mình có một cái lễ gọi là phu thê giao bái. Hai vợ chồng xoay lại với nhau, chào nhau một lễ. Giây phút đó là vợ chồng bái nhau, lại nhau, để gọi là tương kính như tân, kính trọng nhau như một người bạn.
một người khách. Phật tử gặp nhau có xá kiểu đó không hà? Có không? Có. Mình gặp chư tăng mình cũng xá như vậy, gặp Phật tử cũng phải xá như vậy, và tất cả chúng ta gặp nhau đều phải xá như vậy. Tại vì tất cả mọi người ở đời, vợ chồng gặp nhau ngày đầu hai tay chấp lại tương kính như tân. Và dĩ nhiên là không có cần phải mỗi ngày gặp nhau cái. Nếu mình là người Phật tử biết tu, làm vậy cũng đâu có sao đâu. Bây giờ mình biến cái quyến thuộc phàm phu thường tình trở thành quyến thuộc bồ đề. Chồng vợ là những bờ người bạn đồng tu. Đức Phật có nói bài kinh á, chồng vợ phải có bốn cái đồng thì mới thành tựu được. Đồng tín là cùng một niềm tin. Đồng giới là cùng thọ giới tu hành với nhau. Đồng thí là cùng phát tâm tu bố thí giúp đỡ cùng với nhau. Đồng tuệ là cùng sự hiểu biết với nhau. Vợ chồng có bốn cái phải đồng: đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ. Chữ tính là niềm tin. Hai vợ chồng cùng niềm tin dễ hơn. Ví dụ như giờ vợ thích đi chùa, chồng không thích, thì bây giờ bà vợ có đi đi nữa cũng yên tâm, tại biết có người không thích ở nhà. Rồi đi cũng không có thoải mái, ở chùa cũng không có tự do, lật đật phải đi về. Thành ra nếu mà cùng một niềm tin. Ngày hôm qua có một Phật tử viết một câu hỏi thương lắm: con đi chùa mà chồng con không thích, không cho tụng kinh, không cho thờ Phật, vậy con phải làm sao? Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà vợ chồng mà cùng đồng với nhau được cái đồng tính và cùng phát tâm quy y thọ giới với nhau. Ví dụ như giờ mình thấy vợ phát tâm ăn chay, mình biết là điều tốt. Lâu lâu mình cùng ăn chay với vợ để vợ khỏi cực. Cái người chồng đó là người đồng phát tâm, đồng tính, đồng giới. Mình ăn mặn cũng không sao, nhưng mà vợ thương mình, không muốn mình phiền thì vợ phải cực. Còn thôi giờ mình đã biết ăn chay đâu có tội, đâu phải là xấu. Mà hơn nữa tháng có 4 ngày mà, thôi mình ăn với vợ luôn để cho vợ đỡ cực. Thì cái vị đó gọi là đồng giới. Và nhận biết được giống nhau cho nên gọi là đồng tuệ. Cùng giúp đỡ, cùng bộ. Thí dụ như vợ, người vợ chồng đồng lòng với nhau là mỗi năm gửi tiền về giúp đỡ gia đình bên chồng, bên vợ. Rồi mỗi năm đồng phát tâm làm từ thiện, đồng vậy cái khỏi ai lén lút hết. Có nhiều khi chồng không phát tâm, vợ phát tâm quá cái không phải làm mà phải lén. Thành thử ra mình không muốn người kia sống bằng cái tâm niệm lén lút. Người ta không phải nói dối, nhưng người ta không muốn tạo cho mình khẩu nghiệp. Người ta không muốn tạo cho mình cái lỗi phỉ báng, cho nên người ta làm cho người ta không có nói dối. Rồi cái nhiều khi người ta làm mà người ta sợ tội lắm, người ta nói chờ không biết vụ này có nó phạm vô nói dối không. Thành thử vừa làm phước mà vừa đi sám hối nữa. Tội nghiệp quá. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nghe những câu chuyện vậy mà thương lắm. Mà mình mới thấy rằng, mà càng nghe những câu chuyện như vậy và mới thấy thương Đức Phật. Thấy thương Đức Phật và phải thấy rằng Đức Phật quả thật là một bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là người có trí tuệ biết tất cả đời sống của chúng sanh. Ngày hôm qua có một cô lại cô nói: con tới con muốn cảm ơn thầy. Mà con cũng có một câu hỏi con thắc mắc là thầy đi tu từ nhỏ mà sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết. Ý cụ nói mà sao thầy bà tám quá đó. Tôi thắc mắc vậy đó. Con nói con thắc mắc là sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết trơn. Mà có nhiều khi con nghe xong con khóc, con nói trời sao thầy nói con hết trơn trời. Mô Phật may là cũng không giận đó. Chứ có nhiều nghe người nghe xong giận nữa. Bậc Phật là bậc nhất thiết trí, là người có trí tuệ biết hết đời sống
Cho nên đời đạo, chuyện gì đến Phật giải quyết được hết. Cho nên Đức Phật còn có hiệu là gì? Thế gian giải. Thế gian giải là bậc có khả năng giải tỏa mọi khó khăn khúc mắc của đời sống con người. Đời sống con người là nói chung, còn nói riêng ra thì đời sống ở trong đạo cũng như ngoài đời. Mà thưa đại chúng, đời đạo nó không có khác nhau nhiêu đâu. Mình chỉ đổi cái lớp áo bên ngoài, chứ ruột rạ bên trong, tâm niệm bên trong chưa đổi. Người còn sân si phiền não, cạo đầu vô tu, có cái tướng vậy thôi, chứ cũng bưng nguyên cục đó vô chùa đó, bưng nguyên lò lửa vô chùa đó, bưng nguyên cục tức vô chùa đó. Thành thử ra vô trong chùa rồi bắt đầu vung vẩy cái đó ra. Cho nên người nào mà sống mà có chuyển hóa được cái gì? Cái ngôn ngữ từ ái. Vợ chồng mà kính nhau rồi thì sẽ có cái đối xử khác. Cũng như thế, ở trong Phật Pháp, Phật tử mỗi lần gặp nhau, cái hành động đẹp nhất là chắp tay chào. Mô Phật, chào sư huynh. Không có sư muội nha, huynh đệ thôi, một từ cho nó gọn. Muội nguy hiểm lắm. Chào sư huynh, chào sư đệ. Chữ đệ cũng được, chữ đệ cũng là em, không nhất thiết phải em trai. Một từ cho nó dễ nhớ. Mà tâm tư của mình là chỉ có hai chữ huynh đệ. Mình không có gọi cái từ khác để nó khỏi có sanh tâm tác ý. Gặp nhau là sư huynh sư đệ. Còn nếu mà không quen nhau, như quý thầy vừa gặp quý Phật tử, và chào đạo hữu. Đạo hữu là gì? Là người bạn đạo. Quý mình có thể gọi nhau là đạo hữu, có khi gọi là đạo lưu. Đạo lưu là gì? Lưu là một dòng sông, cùng đi trong một dòng sông thánh, cùng về một hướng. Cho nên mình gặp nhau, mình cung kính vái chào để biểu tượng cái gì? Sự cung kính. Cho nên đối với nhau bằng ngôn ngữ từ ái. Quý vị thấy trong chùa có giận nhau cỡ nào cũng không xài những cái từ gọi là quá đáng của thế gian. Còn ngoài đời á, mình thiếu tu xíu sự thực tập là thôi, giận nhau thì từ ngữ nào cũng có thể dùng, nếu như mà không có kềm chế được cái cơn tức giận của mình. Trong chùa thì khác, có tức giận cỡ nào đi nữa, bất quá là ông tôi rồi vậy thôi, chứ còn không bao giờ xài những cái từ nặng nề khác, đỡ lắm. Ngôn ngữ từ ái. Bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy tâm niệm từ ái mà đối với các bạn đồng tu, đồng sống, hay là đời sống phạm hạnh, hay đời sống thiêng liêng. Hồi nãy á, là hành động từ ái, bây giờ là ngôn ngữ từ ái. Thứ ba là gì? Tâm niệm từ ái. Đừng có khởi cái tâm suy nghĩ sai cho ai. Ví dụ như bữa đó chị đó đem gói xôi cho mình. Bữa nay không biết có chuyện gì á, đem cho tôi gói xôi. Tôi không nghĩ tốt vậy đâu. Phải nghĩ một cái vậy đã rồi tính gì tính. Nghĩ xong chưa đâu, khiều người khác nói nè, tự nhiên cho tôi cục xôi nè, không biết nuốt trôi không nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, mình khởi như vậy là ai là người bị cái hệ lụy của cái sự phiền não đó trước? Mình. Người kia có thật hay không chưa biết, nhưng mình luôn luôn mình khởi cái tâm niệm như vậy thì thật sự ra tu trong tập trong đạo tràng khó lắm. Sống chung cũng khó nữa. Ví dụ như tự nhiên bữa đó vợ mình về nấu ăn dọn đàng hoàng, cái tự nhiên chồng nghi ngờ, ông tự ơi, sao bữa nay tốt đột xuất vậy. Thấy không, vợ chồng mà sống mà ôm một cái hoài nghi cho nhau cũng là một cái khổ rồi. Thì huống chi là chúng ta là những người sống chung một đạo tràng, mà người kia đối với mình, đừng có suy nghĩ xa vậy. Thí dụ thôi, người kia có như vậy thì cái chuyện đó lúc đó mình giải quyết.
Còn bây giờ chuyện đó chưa. Đôi khi mình mong mỏi bạn mình thay đổi, biết đâu chừng người đó bây giờ đã đổi thay, họ sống mà họ biết nghĩ tới người khác hơn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thì suy nghĩ khác. Khi mà bước ở trong chùa, Pháp Hòa nghe người này gọi người kia: chị, anh, sao bữa nay không thấy anh chị đi chùa, có bệnh hoạn gì không? Pháp Hòa nghe Hòa vui lắm, tại vì Pháp Hòa biết rằng Phật tử còn quan tâm cho nhau. Đi chùa mà thấy cô nọ móc gói xôi gói chè ra: bữa nay nhà tôi có dỗ, tôi nấu miếng xôi để lại miếng cho chị. Pháp Hòa đi ngang và nghe vậy và vui dữ lắm, tại vì Pháp Hòa biết Phật tử mình còn thương nhau, mình còn quan tâm cho nhau, thì đạo tràng nó hưng thịnh.